Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ cho mình xin một like, đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn giao dịch trên một cái pinball. Hôm qua mình đã làm một cái video hướng dẫn cho tất cả các bạn đăng ký nhận một trăm ít. Là cái video này nha tất cả các bạn. Rồi các bạn mở ra. Vì mình đã xác thực thành công nên mình đã nhận được nha các bạn. Nay mình hướng dẫn các bạn giao dịch trên một cái sàn pinball, một cái sàn đã hiện tại đã có mặt trên 36 quốc gia, đã được đứng thứ 3 trên thế giới nha các bạn. Nha các bạn, mình đã nhận được tiền thưởng là 100 đô luôn các bạn. Hướng dẫn các bạn sau khi các bạn KYC rồi, các bạn bấm vào một trang chủ của nó nè. Các bạn chờ nó lướt qua các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút nhận 100 USD chơi ngay với Gin các bạn. Rồi vào đây các bạn, nó có hỏi các bạn một hai cái câu hỏi gì, các bạn trả lời cho nó nha các bạn. Rồi sau khi xong các bạn bấm vào sử dụng. Hình như là mỗi ngày nó cho mình giao dịch được một phiên với các bạn ơi. Đây mình thấy là các bạn, đây 5 10 15 USD này là các bạn có thể giao dịch được liền được nè các bạn. Còn 20 đến 50 USD này theo thông tin thì cũng có người nói là mình mắc phải nạp tiền vào các bạn. Còn đây mình hướng dẫn các bạn giao dịch này trước đi, rồi các bạn bấm vào một hợp đồng nè. Đây thì có những cặp tiền như BTC, USDT, ETH, USDC nè. Vì mình đã đánh cái cặp XRP của USDT nha các bạn. Các bạn chỉ nhấp vào thôi. Rồi sau khi các bạn nhấp vào, nó có hai mục buy và long. Các bạn nên chọn cái nào thì chọn các bạn. Vì mình đã chọn long rồi các bạn. Vì mình đánh rồi. Hiện tại mình đánh giá XRP tăng mà nó sụt thì chắc mình lỗ rồi các bạn. Sau khi các bạn đánh, nếu mà sau khi 24 giờ kết thúc các bạn, đây thì đồng 7 x1, x5, x10, x20, x35, x anh em ạ. Rồi sau khi các bạn nếu mà có lợi nhuận các bạn, nó sẽ về số dư các bạn. Bạn bấm vào một bút tiền rồi các bạn. Các bạn có thể rút cái BTC nè, hoặc chuyển đổi BTC qua DT nha các bạn. Ví dụ BTC các bạn giao bát thì chỉ với BTC số tiền các bạn ghi chú của mình vào rồi bạn bấm nút rút tiền nha các bạn. Còn các bạn nào muốn nạp tiền vào thì mình hướng dẫn các bạn nạp luôn nha các bạn. Các bạn bấm vào một nạp tiền nè. Các bạn nạp vào BTC qua DT, ETH qua DT nè. Sau khi các bạn nạp vào, các bạn chuyển qua tài khoản, các bạn bấm vào chuyển qua tài khoản quỹ chéo nha các bạn, là các bạn giao dịch nha các bạn. Các bạn bấm vào quỹ BTC nè. Chào các bạn. Nghĩa là từ tài khoản quỹ của các bạn chuyển qua tài khoản chéo, các bạn bấm vào một chuyển quỹ nha các bạn. Rồi chuyển từ tài khoản quỹ các bạn chuyển qua tài khoản chéo, rồi các bạn chuyển các bạn, rồi các bạn giao dịch. Vậy video mình kết thúc các bạn. Vì có tiền như tiền ấy thì mình hướng dẫn cho tất cả các bạn xong nha các bạn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn.